Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Đêm qua, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong thời gian tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc và đi vào Biển Đông trong sáng mai, trở thành cơn áp thấp nhiệt đới thứ hai hoạt động trên Biển Đông trong mùa bão lũ của nước ta năm nay. Sau đó, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới có thể thành bão. Bà con chú ý cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Còn trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nhiệt đới phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh khiến tầm nhìn xa giảm, nguy cơ tố lốc trong cơn dông, không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ mưa rào và dông cục bộ trong thời điểm đêm nay và sáng ngày mai. Còn trưa chiều mai trời lại tạnh giáo, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, gió sẽ chuyển hướng Tây đến Tây Bắc, hướng về tâm áp thấp nhiệt đới, sông chỉ ở mức cấp 3, cấp 4 nên sóng thấp, biển êm. Với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn trong đêm nay và ngày mai, chịu tác động của gió Tây đến Tây Nam với cường độ mạnh dần lên cấp 4, cấp 5 và đến chiều tối mai thì mạnh hoàn toàn lên mức cấp 5, đôi lúc có thể có gió mạnh cấp 6. Với mức gió này thì sóng trên tuyến hải trình này cũng tăng dần lên mức 2 mét và thậm chí có lúc còn cao hơn. Cùng với đó là sự xuất hiện của mưa dông và tình trạng biển động cũng có khả năng xuất hiện nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Dù không có gió mạnh như ở khu vực biển phía đông của Nam Bộ, nhưng trong những ngày tới, vùng từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh dần. Đi cùng là mưa dông diện rộng, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp và nguy cơ về tố lốc trong cơn dông. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại!